Rồi, mình đọc cái bài này. Cái bài này của một vị Phật mà nói gì về, để nói về đạo Thiên Tâm. Con nghe chăng tiếng gà gáy sáng, đợi đến kỳ đáo hạn ba thu. Ba thu ghi rõ ba thu, ấy là loài quỷ dữ, ấy là quỷ dữ đến chu hạn kỳ. Cuồng phong nổi cuốn đi sóng đỏ, bão tố chìm xóa bỏ cọng tay. Chờ xem giận nước đang xoay, búa liềm tự quỷ tự thai búa liềm. Thử nghiệm sấm thiên ngày trước, mới phong rành lúc được lúc thua. Chừng nào tên ngốc làm vua, thế gian cạo trọc thầy chùa có râu. Thời mặt giận biết đâu mà kể, quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên. Chờ khi đã nổi lông chìm, đã là tưởng giới thật. Anh ngồi ghế phía sau một chút đi, anh vô video á. Chờ khi đã nổi lông chìm, đã là tưởng giới thật. Lông là Mao Trạch Đông, là khi mà hiện giờ Đài Loan đang ở thế mạnh, Trung Cộng thì đang ở cái thế yếu, là đang ở chìm. Thì câu đó gọi là chờ khi đã nổi lông chìm, chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi. Thì khi Đài Loan với Biển Đông với Trung Cộng đánh nhau thì 6 triệu chim hiền sẽ về xuôi. Tức là mình á, mình là bất chiến tự nhiên thành, đúng không? Việt Nam là để có vũ khí đánh lại Trung Cộng, nhưng mà Đài Loan là nó nhờ cái hãng làm chip TSMC á, là thôi quá trời. Thì mình ăn có với người ta, giống như nãy giờ mình ăn có với Múa Lân khai trương nè, mình cũng coi được chàng Múa Lân đâu phải dễ đâu, đúng không? Cũng vô vi đâu, mình dạng ăn có mà. Thì ông Trạng Trình ông nói là bất chiến tự nhiên thành. Chờ khi đá nổi lông chìm, chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi. Thì lúc đó nước Việt Nam sẽ lập lại thời nhà Trần. Ông Trần là bậc thánh minh, lẫn ra hải ngoại ẩn mình nơi nào. Cái câu gì đó, gì mà thấp cao mọi người rủ nhau tìm về gì đó. Thì trong cái câu đó nó gì, nói là ông Trần cái nghĩa là một người mà có bi trí dũng, giống như thời nhà Trần, như ngày Trần Đạo, không có coi vì nước quên việc nhà, rồi nhân dân đoàn kết chống giặc ngoại bang giặc Tàu, thì lập lại như là nhà Trần vậy đó. Hỏi bô lão nhà Trần đó. Chim hiền bổ cánh lại tìm về xuôi, chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên. Nước Việt Nam mà muốn tách rời khỏi sự thống trị của Trung Cộng và khỏi bị diệt vong, giống như Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, chỉ có 6 triệu chim hiền này mới đủ bản lãnh, đủ khả năng tách khỏi cái xiềng xích của Trung Cộng và Việt Nam. Ngoài ra 100 triệu dân Việt không có đủ khả năng đó. Hôm nay Việt nói lời này là thiệt, không phải là để chọc ai hay là khích tướng ai, mình phải nhìn sự thật. Đó là lời của chư Phật nói à. 100 triệu dân không có đủ bản lãnh để mà tách khỏi xích xiềng của Trung Cộng, mà phải nhờ hải ngoại 6 triệu chim hiền. Nước Việt Nam không tách rời khỏi Trung Cộng sẽ mãi mãi nghèo khổ và nghèo đói như vậy. Cả kinh tế cũng bị lệ thuộc, đồ ăn cũng lệ thuộc. Du lịch hôm nay nó mở cửa ra thì nó qua nó đẻ ra thêm một giống lai giống để mà đồng quá, mà trong nước dân đang đói thì lại mừng. Cái đó là sự mừng hay là sự nhục? Mở bữa nay mở du lịch qua
Cho nên bề trên đã nói rồi, nước Việt phải xả cái nghiệp. Chỉ có hải ngoại mới là người sau này tách khỏi Trung Cộng ra khỏi Việt Nam, thì lúc đó nước Việt mới thành cường quốc. Còn nếu mà mãi mãi như hiện tại ngày hôm nay sẽ là bại liệt quốc thì có. Mình nói thật đó, lời thật thì mất lòng á. Ai ghét thì mình chịu, tại vì mình đọc Thánh Cơ, và kiệt là người biết được cõi trời và cõi người, biết được cơ vận, thì nói lời thật để cho mọi người tuy là khó nghe nhưng mà ít nhiều cũng phải ghi nhận vô cái tâm, rồi coi chuyện này có nói đúng hay sai thì hãy chửi nha. 100 triệu dân không có đủ khả năng nữa, mà phải nhờ hải ngoại. 6 triệu tiên hiền hải ngoại, trong 6 triệu tiên hiền có một người mang mạng trời, phải nhờ mấy vị thần thánh nữa. Chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên, Phật bà chứng giám thiện duyên, hào quang chiếu rạng cửa thuyền sáng soi, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng, thiên tâm nhân nhất tụng nam mô. Thời xưa làm gì có ai hiểu chữ thiên tâm là như thế nào, có ai biết cái dấu hiệu này là như thế nào, mà chư Phật đã cho mình cái bài thơ này. Thiên tâm nhân thời nay á phải nhất tụng nam mô, tức là phải tụng kinh số 12 á, tụng kinh và thiền. Còn đàn ông á có chức vụ quyền á là số 1 nhân lễ nghĩa chí tín, thì đã là lãnh đạo quốc gia. Thì mấy vị dẫn khuyên mình ở cái thời tận thế này, trước khi nước Việt mà từ ở cái thế bỉ cực tới Thái Lai á, là tận cùng với xã hội, với đống rác á, mà muốn trồi lên á cảnh thiên đàng hoa thơm rực rỡ giàu có đó, thì con người Việt Nam phải thay đổi, phải biết cha trời mẹ đất là ai, phải biết Phật là ai, và phải đồng thời phải biết là có Phật Thánh Tiên Hạ Phàm vào nước Việt miền Nam cách đây hàng trăm năm. Đó là Đức Phật Thầy Tây An, người ta mới gọi là Đức Phật Thầy, đúng không? Nhưng mà một cái xác người Đức Phật Thầy không có dạy được, thì Ngài mới chuyển thế qua những cái thân khác. Phật Trùm trở lại nữa. Nói có sách mắt có chứng nha, mình coi ngũ đại truyền thừa, có hình ngũ đại truyền thừa và đài ngũ đại truyền thừa. Tính chút mới anh coi. Đầu tiên này 1800 mấy ta, Đức Thầy xuất hiện ở miền Tây là năm mấy? 849. Năm 1849 khi mang thân phàm thì Ngài là Phật rồi, đúng không? Biến quá rồi, phải không? Nhưng mà ra được cái đạo của miền Nam, nhưng mà tiếp tục thì đến lúc mà già cũng phải bỏ cái xác chết, phải không? Ngày qua hành cái ông này Phật Trùm cũng nói y chang vậy, là xác thứ hai nhưng mà một cái hồn, phải không? Tại cái này kia hỏi rồi, hỏi luôn Chặn Trình, hỏi luôn Ngài Khương Tử Nha, Ngài Đại Ca Diếp, đủ hết. Cái có là sư phụ, có phải tất cả mấy cái này là một mình sư phụ không? Có mình ta. Cái đó là nguyên gần đây á, tại mình là hàng đệ tử, mình là hàng mới lớn lên, phải không? Ở Mỹ nữa, thì cái này sư phụ hỏi khoảng năm 2018. Khoảng 2018 cái Đức Thầy về nói chuyện với Kiệt, sư phụ sao nhiều quá, có mình ta à. À có mình à. Thì Đức Phật Trùm vô cái xác này cũng nói chang, rồi cái bắt đầu qua đây Đức Bổn Sư cũng vậy, để thành ông sư giải bán khoai, phải không, là giả bộ đi bán khoai vậy đó, nhưng mà cũng nói về cái thời tận thế sấm cơ. Rồi cái xác cuối cùng á, là Đức Quỳnh Giáo Chủ, là mất tích năm nào ta? 1941 hả? 4 mấy? 45 hả? 47 hả? Trời, có cao đồ nè, ông nội đó là 45, ông là nhí đồ, ông này là cao đồ đây. Thì đến năm trong là sư phụ mất tích. Nhờ cái mất tích đó, để thử lòng các
đệ tử để coi cái người nào son sắt với sư phụ, để mà một vị Phật không bao giờ chết nha quý vị. Cái người thường thôi, qua Hy Mã Lạp Sơn á, mà chỉ ngồi thiền thôi nghe, chúng chi Phật. Người ta sống 700 năm nó không tin đi lên Hy Mã Lạp Sơn hiện giờ, tại vì cái nước uống và cái đồ ăn rất là tinh khuyết. Những vị Bồ Tát sống rất là lâu ở bên Hy Mã Lạp Sơn, ở trong núi, trong hang động chẳng. Hôm nay cả bản thân Kiệt thường xuyên tiếp xúc với sư phụ. Cái ngày gần đây nhất là trước Tết. Một năm sư phụ về dạy Kiệt ít nhất là rất là nhiều lần. Từ xưa giờ, hồi xưa thì nhiều lần lắm, nhưng gần đây á, cơ vận với cộng là Kiệt lên đây chót chót á, sư phụ cũng cẩn thận lắm, nói chuyện gì sợ nhấp nảy lên lại nó. Nên là hàng ngày chỉ nói mém mém rồi, con chuẩn bị nghe con, vẫn giữ xích bèo, sách sữa ra chặn rồi đó. Thế nên bây giờ tới ngày hôm nay sư phụ kêu con cứ ở đợi cái vùng này thôi, không có được đi Houston, không đi Nam Cali, cũng không được đi đâu hết. Là gì? Nó giống như là lính dự bị vậy đó, mình lọc lính là lính lát. Ngài mất tích nhưng không mất tích. Cái đạo Thiên Tâm là của sư phụ dạy cho Kiệt. Tuy là sư phụ là nhận lệnh của Thượng Đế với mẹ là Phật Mẫu và hội đồng chư Phật và Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, để mà lập ra cái đạo thời nay, để mà thống nhất tất cả các đạo trong tương lai trên quả địa cầu này, để mà đưa cái quả địa cầu này vào cái thời cực thịnh, gọi là giàu có, hạnh phúc, sức khỏe, không có Covid, không có bệnh SIDA. Giống như hồi xưa mình nghe bệnh SIDA mình sợ muốn chết đúng không? Nhưng đó giờ đó thường. Rồi bây giờ mình nghe Covid cũng sắp muốn sợ quá không? Nhưng mà bây giờ mấy gì nó Covid cũng sẽ hết. Rồi bây giờ bao nhiêu thiên tai địa chấn cũng từ từ rồi cũng hết. Rồi trước Tết á, mấy vị báo là sắp sửa là mưa thuận gió hòa. À, hôm nay Cali tuyên bố gỡ mặt nạ rồi hết. Ủa nãy thấy có người đeo mặt nạ thì cũng ok, ai muốn đeo thì đeo tự do. Đó là tất cả những bắt đầu mà khi cái ngày mà 16 tháng 3 2017, khi cha mẹ ngồi ở trên, Kiệt quỳ ở dưới, ban ra cái đạo này cho tất cả các thần trời và tất cả các thiện thần để gia hộ á, thì ngày đó trái đất này đang xoay chuyển vào một cái mình giống như thời nay rồi vậy đó. Quý vị đang thấy xoay gì, mình đang gì thì nó sẽ tới cho mình, thì nó sẽ khủng khiếp lắm. Rồi bắt đầu từ đó Covid xảy ra, Kiệt mới ra clip đầu tiên mà ngồi chơi nó, ai mà mua đồ ăn mà không xài Kiệt trả tiền lại đó, nhớ không? Cái mặt còn trẻ sữa bây giờ già đúng không? Thì từ đó kia tiên tri bắt đầu xuất hiện để bắt đầu dìu dắt cho tất cả những người Việt trên thế giới, cả trong nước Việt và tất cả trong đó lãnh đạo. Ngày xưa lãnh đạo đa số là theo Tàu. Đến cái Kiệt nói Trung Cộng chia 5-7 và cái gì của cái đài Ngô Tấn Kiệt official này nói đều trúng, thì từ từ đó mấy vị, mấy lãnh đạo bắt đầu mới ngã lòng. Hôm nay đã theo Mỹ thì trong cơ trời nói mà Kiệt suốt để mà điều phục các vua đó, trong cái bài nãy mình vừa mới đọc đó, đó là có lệnh đàng hoàng, một cái mission rất là cực kỳ khó, mà nó phải theo từ giai đoạn nha. Cái giờ hôm đầu được nói cái gì, tuần này được nói gì, tuần sau được nói gì, đến khi mà bốn con bài mà còn úp á, một con bài mà lật ngửa đó, đó là thiên tử là thiện. Tại giờ chót này là phải những người theo họ tiên phải biết là có Phật Thánh Tiên trước mắt, chứ không phải người thường. Người thường không có bảy dòng hào quang. Tất cả những vị thầy Tây Tạng cao siêu lỗi lạc, ba dòng là dữ lắm rồi. Cái ông đang ở dưới chùa Phim Minh á, ông thầy Richie Ramaje mà là dạy mình nói đi Hồng Kông á, ổng là một trong những cao tăng gọi là của bên nào Liên Hoa Xanh phải không, là cao siêu đó. Ổng chỉ có ba dòng thôi à, ổng còn ít hơn mình bốn dòng á. Chẳng qua dưới hình ổng chụp để ổng quảng cáo để một câu Phật tử tại ổng, chuyện nhỏ như con thỏ, không phải là chuyện bình thường. Chuyện đứng đây nói chuyện để độ chúng sanh, để không phải là chuyện bình thường. Chuyện nói trước để cho mọi người tín đồ hòa hảo và cao đài và tất cả các người miền Nam lẫn miền Bắc phải biết nước mình có Phật hạ phàm, đó là Đức Huỳnh Quốc Sổ, là Phật ổng hạ phàm để mà cứu độ nước Việt.
Cho nên người Bắc phải trân trọng. Người Nam thì dĩ nhiên là nghe cho phụ là khiếp rồi, phải không? Nhưng mà người Bắc làm sao hiểu, người Trung sao hiểu? Bữa nó còn comment, nó chửi địt mẹ mày, tụi tao giết ổng hồi năm 1941 rồi, làm gì mày phàm, làm gì có, mày cứ mong ổng xuất hiện, mày phải mong Bác Hồ xuất hiện để cứu dân. Tức là họ cũng thừa nhận hôm nay chế độ thất bại, nhưng mà làm sao mà Bác Hồ ổng ở dưới tầng địa ngục 66, mỗi lần mà nhờ với mấy vị trên trời đó, mà kêu ổng lên để ngồi nói chuyện đó, là có hai một đống lính đó kè ổng luôn á. Nó là chính trị, bữa nay mình nói đạo thôi đừng chính trị. Ngũ đại truyền thừa, một con người nên nhớ, một cái linh hồn có thể đi rất là nhiều xác. Thứ hộ có ngũ đại truyền thừa mà hiện hữu trên thế gian rất là rõ ràng, không có chối cãi được. Nhưng người Công giáo, người Bắc, họ có hiểu là một cái linh hồn đi qua nhiều xác không, để mà độ chúng sanh? Vậy chứ quý vị nghĩ kiệt là bao nhiêu truyền thừa, tái sanh bao nhiêu lần? 1800 kiếp. Nhưng mà nói riêng nước Việt á, thời vua Hùng Vương nè, Thần Nông nè, Câu Tiễn nè, cái này bạn ngã mạng thì xin lỗi nha, tại cái gì nói làm sao mình nói thiệt, Tăng Thí Hoàng ấy, người ta còn hơi dị ứng mà mình luôn bị nữa. Ở lúc đó thời vụ là ông gì? Gia Cát Lượng phải không? Rồi Châu Văn Vương nè, tức là Cơ Xương phải không? Với con đuôi cái gì? Con hồ ly chín đuôi á, chủ Dương á. Nhiều kiếp lắm. Sau này mấy vị kể lại mình á, thì ra là hai thầy trò đi đóng phim. Có nghe là thầy đâu trò đó, kiếp nào cũng vậy chứ. Rồi có nhiều kiếp mình không dám nói, hiện giờ mình nói giờ mấy ông cộng sản đào mộ mình bệnh sao. Nó có nhiều kiếp rất là hay lắm, vua nhà Mỹ rồi ố nhiều lắm. Vì cái tập khí của mình là có bi trí dũng, có đạo và có đời. Ở trên trời thì cầm cuốn kinh chạy theo Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thích Ca, Phật Di Lạc, theo cha theo mẹ, thì hiếu học ở trên trời đó. Rồi mấy vị nói con ở trên trời đó là năng động, hiếu học. Một cái chiếc thân xuống đây chỉ là một cái chiếc thân, nhưng mà con đừng quên là con cũng còn đang ở trời. Cái thân của thật sự cũng còn đang ở trên trời. Và những cái chiếc thân khác đi, những cái thành tinh khác làm người alien á, người giới vô á, cũng có nữa. Thì bây giờ mình mới hiểu là một con người ở một cái trạng thái gọi là 64 dimension á, người ta có thể biến hóa rất là nhiều người. Nó cũng dạng giống như giờ Costco đầy nước Mỹ hết, Walmart đầy hết vậy đó. Thì tại sao mà một bên Việt Nam vừa thánh mẹ thì mẹ hiện bển, mình cũng thánh đây, mẹ hiện đây, thì là cũng là mẹ. Chỉ có con người mình thô kệch, mình đang còn trong tu học. Chuyện nói thật bên cõi vô vi là nếu mà quý vị mà tu đúng, quý vị cũng có thể làm được như vậy. Hú hồ chi con ma, nó vừa chết xong là nó khôn hơn người thường mình nhiều lần. Nó có thể biến thành hai con ma cùng một lúc được mà. Hú hồ chi Phật, đúng không? Ngồi tính đi. Sao có nhiều người nói à, thích là này nghe chuyện nói 5-6 tiếng không thấy ngồi mỗi lưng mệt. Còn nghe nói 2 tiếng nghe là bể quải, ai cũng lắc lắc không muốn đứng được. Tại vì cái một bữa nói chuyện việc là nửa đời nửa đạo, chỉ muốn nói tóm tắt để cho quý vị một ngày á, hiểu được nhiều thứ. Cái mình hiểu được nhiều thứ á, mục đích của việc là tất cả mọi chúng ta phải đến cái mục đích cuối cùng là đi về trời ấy kìa. Cuối kiếp này mà muốn đi về trời á, trong cái trí nhớ của quý vị á, phải biết cái này là vô thường. Tại sao việc phải nói nhiều kiếp như vậy? Nói nhiều cũng kiếp lắm, và con người quý vị sao nó tưởng tượng ra được. Để cho thấy là mò là trong phim mà thần thoại như thế nào thì ở cõi trời nó cũng vậy. Mình đừng có chấp vào cái thân này nữa, mình đừng có chấp vào tài sản thì là đúng. Còn mình mà dính vào hai cái đó rồi mình khó có đi theo kịp về lắm á. Ở hôm nay
một vị Phật cho mình cái bài này: Thiên Tâm Nhân Nhất Tụng Nam Mô, còn đâu chủ thuyết tam vô. Tức là chủ thuyết còn đâu, tức là cái chủ thuyết mà tam vô, vô thần, vô tổ á, vô gia đình á, là của Đảng Cộng sản bây giờ đang sử dụng á, thì sẽ không còn nữa trên nước Việt. Còn đâu chủ thuyết tam vô, ba thu nói tiếp sóng to bủa chèn, đáo bồ đề giặc tan ai rõ, pháp nạn mùa chịu khó chịu tai, cơ trời có trả có dây, thiên cơ đã định khó thai khó lường, thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước, ráng tu thân mới được chứng chi. Còn đâu những đứa vô nghi, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời, nay ta dán lời cơ dạy kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu. Thấy hay không, mấy vị Phật biết mình đi trời Mỹ, trời Âu, trời Úc, trời Canada, bữa nay Việt Nam qua tới Africa luôn á. Hồi xưa làm gì mà có ai biết Việt Nam đi khắp toàn cầu? Hồi xưa có ai biết là thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô, đúng không? Thì những cái bài này là hàng rất là lâu rồi, 50-70 năm rồi. Bây giờ người Việt Nam khắp toàn cầu, các con dù trời Mỹ, trời Âu, trời Đông, pháp Phật nhiệm màu. Nghĩa là phía Đông Nam Á đó, Biển Đông đó, là có nước Việt đó, là pháp Phật nhiệm màu. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng, tức là 6 triệu chim hiền quay về đó. Vua hiền với tôi chung hợp nhất, sau này nước Việt có vua. Người nhân thập đi về, tả hữu bò trì cây cỏ thành binh. Tả tức là nước Việt, hữu là 6 triệu trên miền hải ngoại, bò trì cây cỏ cũng thành binh. Có nghĩa là bất cứ người nào, phe phái chính trị cực đoan nào cũng đều ủng hộ hết. Cây cỏ bò trì, tả hữu bò trì cây cỏ thành binh đó. Vua hiền với ta chung hợp nhất, tạo cơ đồ trung lực quốc gia, trà hoa là đạo của ta, hoàng tha chánh pháp Phật bà thưởng ban, cùng các đạo thế gian thờ kính, Phật chúa trời cột đỉnh hào quang, ba ngôi có chúa rõ ràng, mười phương hữu Phật vẻ vang tương hòa, thuyền bát nhã Phật bà ngự trước, Phật thánh tiên lần lượt giáng lâm, độ cho những kẻ thiện tâm, nhân lành gieo khắp nghìn năm cứu đời. Nay ta tạm bế cơ chờ đến, thời cơ sao đón lệnh pháp truyền, trà hoa giữ lấy tâm nguyện, giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phận.